Xin chào bạn, ở đây mình có một chiếc iPhone X đã được dán kính cường lực full màn hình. Và như thường lệ thì khi đã dán kính full màn hình thì mình sẽ sử dụng được với rất ít những cái mẫu ốp lưng, và nhất là những mẫu ốp lưng bằng viền dẻo. Nhưng rất may ở đây là mình có một chiếc ốp lưng của UAG có thể sử dụng chung được với kính cường lực full màn hình này. Đây là một trong mẫu rất là hiếm hoi có viền dẻo mà có thể sử dụng chung được với kính cường lực full màn hình. Như bạn thấy ở đây thì cái phần viền ôm rất là mảnh ở phần ngoài. Chính vì thế nó sẽ không bị cọ hay là bị đẩy vào cái phần viền kính, làm bật cái kính lên như đa số khoảng 99% những mẫu ốp lưng khác ở trên thị trường. Đó. Đây là mẫu UAG Monas, một chiếc ốp lưng có thể coi là đắt nhất cho iPhone X ở thời điểm hiện tại có ở lê sàng. Và đây cũng là một mẫu tương tự của UAG, UAG Plasma. UAG làm những chiếc ốp lưng rất tốt để sử dụng chung với kính cường lực. Đây, như bạn thấy, chiếc Plasma này vẫn có thể sử dụng chung được với cái kính cường lực mà không bị đẩy cái kính lên như những mẫu ốp lưng viền dẻo khác tương tự, ví dụ như là của Spigen hay là Ringer. Cái viền nó ôm rất là mạnh. Đó, nó không bị che lên cái màn hình và cho mình cái độ thẩm mỹ rất là đẹp. Và như vậy mình đã dẫn xong bạn hai mẫu ốp lưng có thể sử dụng chung được với cái kính cường lực full màn hình 3D. Ví dụ mình đang sử dụng một mẫu của Denki. Để mua những sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn. Xin cảm ơn các bạn.